tế Hà Nội đề xuất treo biển trước cửa nhà người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Bão tiếp bão, mưa to khắp Trung Bộ, liệu có lặp lại lũ lịch sử năm 2020? Xuất hiện kênh TikTok của Hồ Văn Cường sau khi chia tay công ty ca sĩ Phi Nhung. Nhà sĩ Nguyễn Văn Trung mong người hứa cho Hồ Văn Cường 500 triệu, hãy thực hiện. Không còn ca sĩ Phi Nhung đỡ đầu, vừa dưới công ty xa ở riêng, Hồ Văn Cường có các xe 10 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin tối ngày hôm nay. Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang là một vấn đề nóng hổi được nhiều người quan tâm. Và mở đầu bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin cập nhật số ca mắc Covid-19 mới nhất trong ngày hôm nay. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch Covid-19 tại Việt Nam trong ngày 12 tháng 10 năm 2021. Thứ nhất là tình hình dịch Covid-19. Một thông tin ca nhiễm mới Tính từ 17 giờ ngày 11 tháng 10 đến 17 giờ ngày 12 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca ghi nhận trong nước, giảm 678 ca so với ngày trước đó. Tại 43 tỉnh thành phố có 1.183 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.018 ca, Đồng Nai 501 ca, Bình Dương 447 ca, Tây Ninh 112 ca,

Bình Phước 9 ca, Quảng Bình 9 ca, Ninh Thuận 8 ca, Thừa Thiên Huế 8 ca, Thanh Hóa 8 ca, Lâm Đồng 7 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 7 ca, Bắc Ninh 7 ca, Phú Yên 5 ca, Đắk Nông 5 ca, Quảng Trị 5 ca, Hà Nội 4 ca, Đà Nẵng 4 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Con Tum 4 ca, Quảng Nam 3 ca, Hải Phòng 2 ca, Hải Dương 2 ca, Lào Cai 1 ca. Bắc Giang 1 ca và Lai Châu 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm thành phố Hồ Chí Minh giảm 509 ca, Đắk Lắk giảm 119 ca, Tiền Giang giảm 47 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm Tây Ninh tăng 57 ca, Bạc Liêu tăng 37 ca, Gia Lai tăng 35 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.980 ca một ngày. Thứ hai, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 846.230 ca nhiễm, đứng thứ 41 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.595 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 841.592 ca trong đó có 783.278 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên và Thái Bình. Có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua bao gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 412.673 ca, Bình Dương 222.975 ca, Đồng Nai 55.989 ca, Long An 33.449 ca và Tiền Giang 14.628 ca. Thứ hai là tình hình điều trị. Số liệu do sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý Covid-19 của cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế. Một số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.347 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 786.095 ca. Thứ hai, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.299 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.950 ca, thở oxy dòng cao HFNC 654 ca, thở máy không xâm lấn 130 ca, thở máy xâm lấn 546 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 64 ca, Bình Dương 13 ca, An Giang 4 ca, Kiên Giang 3 ca, Long An 2 ca, Bình Định 2 ca, Ninh Thuận 1 ca, Bình Phước 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Hà Nội 1 ca và Gia Lai 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 111 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.763 ca chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thứ ba là tình hình xét nghiệm. Trong 24 giờ qua, đã thực hiện được 129.467 xét nghiệm cho 292.080 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện được 20.332.049 mẫu cho 56.466.729 lượt người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11 tháng 10, có 1 triệu 020.039 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 55.229.124 liều trong đó tiêm một mũi là 39.088.086 liều, tiêm mũi 2 là 16.141.038 liều. Thưa quý vị, mới đây thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng về địa phương. Thế nhưng công tác phòng chống dịch bệnh, cách ly y tế cũng cần được nêu cao. Chính vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân về trên địa bàn có thể treo biển tại cửa nhà, gia đình có người theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo kế hoạch từ ngày mùng 10 tháng 10 đến 20 tháng 10, Hà Nội tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến bay trên ngày, chờ khách hai chiều, ngồi giãn cách 50% công suất. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu hành khách phải tuân thủ các điều kiện tại quyết định số 1776 của Bộ Giao thông Vận tải ngày mùng 8 tháng 10, theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội, luôn thực hiện thông điệp 5K. Đáng chú ý, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà, gia đình có người theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19. Hành khách thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được xử trí theo quy định. Người dân đi về phải ký cam kết, tuân thủ nghiêm, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú. Khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định. Trong công văn, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội là đầu mối tiếp nhận thông tin, danh sách hành khách và phối hợp với cảng vụ hàng không, các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại sân bay quốc tế nội bài để sàng lọc phân luồng hành khách và thông báo đến các quận huyện thị xã để quản lý theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm cho người dân tại nơi cư trú lưu trú hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn đối với các quận huyện thị xã liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh tại thủ đô hà nội mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh vừa ký ban hành kế hoạch 225 khubnd ngày 8 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ các triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội trên địa bàn thành phố để thực hiện mục tiêu kép kiểm soát bệnh tật, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính mạng, sức khỏe, an toàn của người dân là trên hết, trước hết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thủ đô. Việc này nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Về các nhiệm vụ cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho công an thành phố chủ trì đảm bảo cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố và tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân đều được nhận thông báo mã định danh cá nhân. Phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thông tin tiêm chủng cho tất cả công dân trên địa bàn thành phố theo quy định của Bộ Y tế. Dữ liệu thông tin tiêm chủng, thông tin dịch tễ được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống quản lý của Bộ Y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Triển khai các phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Sở Công Thương phối hợp với Công an thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các cấp triển khai ứng dụng quản lý thông tin công dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với toàn bộ người lao động trong các cụ công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tiếp nối thông tin về dịch bệnh, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một thông tin khác cũng đang rất được quan tâm, đó chính là ảnh hưởng của bão với khu vực miền Trung. Cơn bão số 7 vừa tan nhưng hoàn lưu bão cùng không khí lạnh gây một đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ Trung Bộ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 8 có tên quốc tế là Confusa sẽ ảnh hưởng tới vùng biển và đất liền nước ta. Liệu có lặp lại lũ lịch sử năm 2020? Cùng với không khí lạnh, bão số 8 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ngay tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau cơn bão này, không khí lạnh tiếp tục tác động với giải hội tụ nhiệt đới duy trì mưa rông diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ từ sau ngày 15, kéo dài đến 19, 20 tháng 10. Năm 2020, thiên tai diễn ra cực đoan khi có 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới diễn ra trong vòng 1 tháng, gây ngập lụt diện rộng ở nhiều tỉnh miền Trung. Năm nay, thiên tai cực đoan tiếp tục diễn ra, liệu có gây ra cảnh ngập lụt, sạt lở đất như năm 2020? Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hường, Trường phòng dự báo khí hậu, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trung tâm đã cảnh báo các hiện tượng thiên tai từ cuối năm 2020, giữa năm 2021. Ông Hưởng cũng cho biết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã dự báo tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12, khu vực miền Trung liên tục có mưa lớn. Dự báo tổng lượng mưa trong gần 3 tháng này ở các tỉnh miền Trung đều cao hơn từ 30 đến 50% so với trung bình nhiều năm. Thông tin thêm về tình hình thiên tai hiện nay, ông Hưởng cho biết, không khí lạnh đang tác động tới các tỉnh miền Bắc, Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết miền Bắc những ngày vừa qua có xu hướng lạnh hơn. Cơn bão số 8 đi vào biển Đông, khi vào gần đất liền có sự tương tác với không khí lạnh, làm bão ít có khả năng ngóc lên phía Bắc mà gây mưa ở khu vực Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Đợt mưa rất lớn này bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Trong tâm từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, có thể xảy ra một đợt lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Sau đợt mưa do tương tác không khí lạnh và bão số 8 có khả năng sẽ xuất hiện một hình thế thời tiết gây mưa lớn khác điển hình đó là không khí lạnh tác động với giải hội tụ nhiệt đới. Như vậy trong 10 ngày tới, mưa lớn diễn ra hầu khắp khu vực Trung Bộ. Thông tin mới nhất về cơn bão số 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã ra công điện về việc triển khai ứng phó với bão số 8 và mưa lũ từ 12 giờ ngày 12 tháng 10, địa phương không cho tàu thuyền ra khơi. Công điện yêu cầu các địa phương và đơn vị ven biển tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày 12 tháng 10. Tổ chức kiểm tra kêu gọi hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn kiên quyết không để tàu thuyền neo đậu tại vùng không an toàn hướng dẫn neo đậu tràng neo và có phương án đảm bảo an toàn về người phương tiện tại nơi tránh trú chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu tránh trú đảm bảo an toàn hoàn thành trước 12 giờ ngày 13 tháng 10 các đơn vị cần chủ động chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công triển khai tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản, kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn, khu dân cư ven sông, suối, bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ chủ trên 2.300 tàu thuyền với hơn 7.100 thuyền viên ở tỉnh Quảng Trị đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số 8 để phòng tránh dự báo từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, trên địa bàn Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa lớn. Sau đó trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ từ báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Có nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, ngập cục bộ ở đô thị. Thời gian gần đây, những lùm xùm xung quanh vấn đề cát xê của nam ca sĩ Hồ Văn Cường với người mẹ nuôi vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Và mới đây, Hồ Văn Cường được cho là đã lập kênh TikTok chỉ ít giờ sau khi chính thức xác nhận, chia tay công ty ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, một kênh TikTok có tên Hồ Văn Cường 2003 thông báo Con chào cả nhà, hiện tại Facebook cá nhân, Youtube, TikTok cũ của công ty đã thu hồi lại. Đây là kênh chính thức mới của con, con mong cả nhà thương yêu con ạ. À. Kênh TikTok này hiện nay chưa có tích xanh, nhưng hiện thu hút được tới 34,7 ngàn lượt follow và hơn 105 ngàn lượt thích. Trước đó, sau nhiều ngày im lặng, Hồ Văn Cường đã lên tiếng để nói về những lùn xùm thời gian qua liên quan tới công ty quản lý ca sĩ Phi Nhung. Hồ Văn Cường cho biết, những chuyện không hay xảy ra khiến cuộc sống của anh xáo trộn rất nhiều. Có người thương, người ghét, nhưng Hồ Văn Cường cũng đủ lớn để hiểu là một người của công chúng thì anh phải biết chấp nhận. Hồ Văn Cường chia sẻ, anh sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho mình và hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Hồ Văn Cường cũng thông báo sẽ dừng hợp tác với công ty của ca sĩ Phi Nhung để tập trung vào chuyện học hành và trao dồi đam mê. Mới đây sau khi Hồ Văn Cường chính thức lên tiếng về việc sẽ nhận lại toàn bộ tiền cát xê và tiền thường, đồng thời giúp khỏi công ty quản lý Phi Nhung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân liên quan đến sự việc trên. Theo đó, nhạc sĩ cho rằng mọi chuyện cũng đã kết thúc, mong Phi Nhung được yên nghỉ. Mọi khoản tiền cần xác minh đã được trao lại đầy đủ rõ ràng. Anh cũng không quên nhắc nhẹ người hứa cho Hồ Văn Cường tiền, hãy thực hiện lời hứa. Anh chia sẻ, mong cho con nhận được thêm 500 triệu từ lời hứa, người đại diện chính nghĩa và người những ngày qua giáo giết đòi nợ thuê dùm con. Nhưng phần này hão huyền quá nên mình cười khẩy một cái vì nếu thật sự thương sẽ thật sự cho chứ không hứa lèo hứa hão nếu này nếu nọ. Anh cho biết sẽ luôn giữ quan điểm, những kẻ nói thương con, tội con trên mạng là những kẻ sẽ không bao giờ cho con mua hộp sữa, không quan tâm con sống thế nào, học ở đâu, lớn lên con sẽ làm gì. Do đó anh cũng mong Hồ Văn Cường sớm trưởng thành, trở thành người thẳng thắn, biết nói và nói đúng. Tuy nhiên không biết lý do gì mà bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã bay màu chỉ sau ít phút đăng tải. Trước đó vào chiều ngày 11 tháng 10 quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn nào các xe với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau. Một thông tin khác đang được dư luận xôn xao chính là thông tin vượt giữa công ty quản lý ra ở riêng, Hồ Văn Cường đã có các xe 10 tỷ đồng. Hiện tại phía Hồ Văn Cường vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này. Fan của Hồ Văn Cường xót xa khi hiện tại cậu không còn được Phi Nhung đỡ đầu, tương lai của Hồ Văn Cường sẽ ra sao? Vì từ trước đến nay Hồ Văn Cường đều được ca sĩ Phi Nhung và công ty quản lý sắp xếp. Người hâm mộ lo lắng cho Hồ Văn Cường cũng có lý do. Khi 13 tuổi Hồ Văn Cường đã có được hào quang nhờ giải thưởng Quán quân Việt Nam Idol Kids. Tuy nhiên nhiều người cho rằng Cường có ngôi vị ấy nhờ câu chuyện nhà nghèo gây xúc động của cậu. Gia đình cậu vốn chân chất, làm nông nghiệp sống trong một không gian vùng quê yên bình, nên việc tiếp cận với showbiz vốn phức tạp là một khó khăn. Họ muốn con sống cùng Phi Nhung cũng vì lý do ấy. Và họ chấp nhận những gì hiện tại, tất cả đều có lý do của chính họ. Chính xuất phát điểm của Hồ Văn Cường đã khiến nhiều khán giả lo lắng cho tương lai của cậu. Nếu Hồ Văn Cường không có Phi Nhung, giữa làng showbiz nhiều sóng gió, cậu sẽ ứng xử như thế nào? Rồi chuyện sâu diễn, Hồ Văn Cường sẽ tiếp cận các ông bầu ra sao? Có những người còn lo lắng, nam ca sĩ 18 tuổi sẽ bị lừa đảo. Số khác thì cho rằng Hồ Văn Cường nên về quê, ổn định tinh thần một thời gian sau những sóng gió trong lúc mọi người lo lắng cho Hồ Văn Cường, thì mới đây cậu bất ngờ được một đại gia trả cát xê 10 tỷ đồng. Theo đó, ngày hôm nay mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin, có một đơn vị muốn mời Hồ Văn Cường làm đại diện với cát xê 2 tỷ đồng một năm. Hợp đồng mà đơn vị đưa ra là 5 năm, tương đương với 10 tỷ đồng. Đơn vị này còn tuyên bố sẽ thanh toán trước một năm sau khi ký hợp đồng. Hiện sự việc này vẫn gây xôn xao dư luận. Fan của Hồ Văn Cường cầu mong thông tin này là chính xác. Vì đây chính là cơ hội cho quán quân Việt Nam Idol kit năm nào được theo đuổi và tỏa sáng với đam mê. Thưa quý vị, có lẽ để đưa ra quyết định rời công ty của Phi Nhung để tìm lối đi riêng của Hồ Văn Cường đã khiến nam ca sĩ này suy nghĩ rất nhiều. Chắc hẳn dư luận cũng sẽ có những ý kiến trái chiều xoay so quanh vấn đề này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin tiếp theo đến từ nam ca sĩ. Cùng với đó là những tin tức mới nhất về dịch bệnh Covid-19 cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh Sức khỏe và đời sống. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, quý vị hãy like, subscribe, bấm chuông để nhận thông báo từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!